Thưa quý vị, nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi phát sinh và lây lan, tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã triển khai tiêm gần 1,3 triệu liều vaccine phòng các loại bệnh trên đàn vật nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tổ chức tiêm gần 689.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, hơn 130 liều vaccine lở mồm long móng trâu bò, heo, dê cừu, hơn 89.700 liều vaccine dịch tả heo châu Phi cổ điển, heo tai xanh và 376.650 liều vaccine Newcastle. Ngoài tiêm phòng, ngành chăn nuôi và thú y còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chăn nuôi, tình hình dịch bệnh trên động vật, phối hợp kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ và sản phẩm gia súc gia cầm, cấp vôi bột, thuốc sát trùng, vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với các ổ dịch, vùng dịch. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 7 ổ dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Ngay sau khi ghi nhận các trường hợp gia súc gia cầm mắc bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định, ngăn không cho dịch phát sinh và lây lan.